Vâng vâng, xin chào các bạn. Thì hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần. Thì hiện tại tại Sài Gòn trời rất là mưa. Và hiện tại mình đang có mặt tại trạm đăng kiểm 282 nơi Trang Long, quận Bình Thạnh. Và hiện tại đang có một siêu phẩm đang được đăng kiểm ở đây. Đó chính là chiếc... Vâng, đó chính là chiếc Mercedes-Benz G63 AMG Edition 1 của doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh, tức Minh Nhựa. Bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá nhanh chiếc Mercedes-Benz G63 Edition 1 này nha. Vâng, kính thưa các bạn, thì vào chiều nay ngày 24 tháng 6 năm 2019 thì doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh, hay còn gọi là Minh Nhựa, đã vận chuyển chiếc Mercedes-Benz AMG G63 Edition 1 đi bấm biển số tại trung tâm đăng kiểm 282 nơi Trang Long. Thì đây là chiếc SUV đắt tiền mà vị đại gia ngành nhựa mua vào tháng 5 vừa rồi. Thì theo mình được biết thì mẫu xe này được nhập khẩu tư nhân với giá trị vào khoảng 13 tỷ đồng. Thì chiếc xe mang màu ngoại thất là trắng muốt. Tuy rằng màu trắng rất là phổ biến tại Việt Nam, tuy nhiên thì trên những mẫu siêu xe địa hình như thế này thì rất là hiếm. Thì hầu hết những chiếc G63 Edition 1 được nhập vào Việt Nam thời gian gần đây đều là màu đen, có đèn bóng, đèn nhám và màu xám. Còn chiếc màu trắng này là độc nhất. Thì chúng ta có thể được rằng là đại gia Việt rất rất là chuộng những cái phiên bản giới hạn của chiếc Mercedes-Benz G63. Thì làm sao để biết được phiên bản Mercedes-Benz G63 Edition 1 với lại phiên bản thường? Thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây, bánh xe có viền màu đỏ, cùm phanh cũng màu đỏ luôn. Phía trên đây là gương chiếu hậu được sơn đen, có chỉ đỏ. Và xuống phía bên dưới đây là có một cái dải đề can ở phần bên sườn. Đây là ba điểm nhận diện phiên bản Edition 1 với lại phiên bản thường. Còn điểm phân biệt phiên bản G63 mới và G63 bản cũ đó chính là phần cản trước ở đây. Lưới tán nhiệt mới nè. Phần đèn trước mới luôn nè. Và còn lại thì nhìn tổng quan thì phiên bản mới vẫn khá là giống với phiên bản cũ, như kiểu là form dáng rồi phần cản sau. Và dưới nắp capo chiếc G63 AMG Edition 1 này là khối động cơ biturbo V8 4 lít cho công suất 577 mã lực và mô men xoắn cực đại là 850 Nm. Xe được trang bị hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh 4MATIC. Nhờ đó xe chỉ mất khoảng tầm 4,5 giây để tăng tốc từ 0 lên 100 km/h và đạt tốc độ tối đa là 220 km/h. Thì ngoài chiếc Mercedes-Benz G63 AMG Edition 1 này thì doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh còn sở hữu thêm hai chiếc SUV hàng khủng, đó chính là chiếc Lamborghini Urus và chiếc Range Rover Autobiography Long Wheelbase. Thì có thể nói rằng thú chơi xe của đại gia Minh Nhựa đã hoàn toàn thay đổi sau khi bán chiếc Lamborghini Aventador SV. Thì sau khi bán chiếc Lamborghini Aventador SV, anh tập trung chơi những mẫu SUV như là Lamborghini Urus, rồi Range Rover Autobiography, rồi đến Mercedes-Benz G63 Edition 1 và sắp tới có thể là Rolls Royce Cullinan. Rất là đẹp mắt các bạn ơi. Thì theo như các bạn đã biết thì hiện tại doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh, tức Minh Nhựa, chỉ còn sở hữu đúng một chiếc siêu xe, đó chính là Pagani Huayra. Còn lại đa phần là SUV và xe siêu sang. Vâng, kính chào các bạn, thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau khám phá nhanh chiếc Mercedes-Benz G63 Edition 1 của doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh, tức Minh Nhựa. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đợi biển số của mẫu xe này. Thì hiện tại mẫu xe này vẫn chưa được gắn biển số và mình vẫn chưa biết là biển số bao nhiêu. Thì các bạn đừng quên ấn like, subscribe kênh YouTube cũng như là theo dõi fanpage của kênh trên Facebook với từ khóa XSX Automotive Photography. Và đừng quên lên auto rồi thường xuyên để cập nhật thông tin mới nhất về siêu xe Việt Nam cũng như là biển số chiếc Mercedes-Benz G63 AMG Edition 1 này nha. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các clip tới.
đơn giản chỉ là tám máy, đứng gần coi chừng mất váy, ngồi chung là phải thắt dây, không ambulance lại phải nhấp nháy, nhạc to cửa suicide, all black và logo Gia Lai, players OG, monitor like Kobe, dép lao là của Gucci, gói năm là Versace, bên ngoài là